Đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng, có quan hệ mật thiết với cuộc sống chúng ta. Trong nhà trẻ con lúc vừa chào đời, không luận là con trai hay là con gái, quỷ vương chỗ này dạy cho chúng ta: đảng tác thiện sự, tăng ích xá trạch, tự linh thổ địa, vô lượng hoan hỷ, ủng hộ từ mẫu, đắc đại an lạc, lợi ích quyến thuộc. Đây là bổn nguyện của chủ mạng quỷ vương. Chỉ cần anh hành thiện, tâm thiện hành thiện, thì mẹ con bình an. Tuy nhiên, người thế gian chẳng biết, sanh con trong nhà có việc mừng thì là ra sức tạo nghiệp, như là sát sanh để cúng tế, thì cùng với kỳ vọng của quỷ thần, đối với người hoàn toàn trái ngược nhau. Hoặc dĩ sanh hạ, thận vật sát hại, thủ chư tiên vị, cung cấp sản mẫu, cập quản tu quyến thuộc, ẩm tủ thực nhục, ca nhạc quyền quán, năng linh tử mẫu, bất đắc an lạc. Hoặc dĩ sanh hạ, trẻ con đã hạ sanh rồi, thận vật sát hại, khuyên anh hãy thận trọng, nhất định không thể sát sanh. Thủ chư tiên vị, cung cấp sản mẫu, đây là sau khi sanh phải bổ dưỡng, bổ dưỡng thì phải sát sanh. Trong nhà mình sinh con, phải giết hại kẻ khác để bổ dưỡng cho mình, đây là có tội. Cập quán tụ quyến thuộc, ẩm tủ thực nhục, ca nhạc huyền quán, đây là gia đình đại phú. Trong nhà thêm con thêm cháu, ăn mừng linh đình, gia thân quyến thuộc đều đến chúc mừng. Đại khai sát giới, tạo tội nghiệp. Năng linh tử mẫu, bất đắc an lạc. Thiện thần đều đi mất hết, sau khi thiện thần rời khỏi thì ác quỷ sẽ vào nhà anh. Ác quỷ đằng môn. Vì sao? Vì trong nhà anh tạo ác sát nghiệp rất nặng, khiến cho cả nhà anh bất an. Đây chẳng phải nguyện vọng của chủ mạng quỷ vương. Nguyện vọng của họ là phò hộ anh, hy vọng cả nhà anh an lạc, là anh tự tạo lấy tội nghiệp. Cho nên mở tiệc ăn mừng tốt nhất trở nên sát sanh, đề xướng ăn chay nhất định có lợi ích. Ban đầu đề xướng mọi người chẳng quen lắm, chỉ cần chúng ta liễu giải chân tướng sự thật, quyết định làm tiệc chay để khoản đãi, vài lần sau thì mọi người đều quen. Hỏa phước là tự mình tạo, quỷ thần chẳng qua là làm cái duyên mà thôi. Cái nhân của phước họa quyết định là tự mình tạo. Hữu duyên phù đề, lâm mạng chung nhân, bất vấn thiện ác, ngã dục linh thị mạng chung chi nhân, bất lạc ác đạo, hà huống tự tu thiện căn, tăng ngã lực giả. Quỷ vương tâm địa rất là từ bi, vẫn hy vọng giúp đỡ nhóm chúng sanh này miễn đọa ác đạo. Tuy nhiên, nếu chúng sanh làm ác đa đoan thì Ngài cũng chẳng có cách chi bao che được, không thể không chiếu theo điều khoản trong pháp luật này mà phân xử. Ngài cũng chẳng dám làm bậy, cho nên Ngài ở chỗ này khuyên chúng ta, nếu như đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức thì Ngài có thể giúp đỡ rất lớn. Chúng ta có thiện căn, thiện nhân, quỷ vương có năng lực thì là tăng trưởng sức mạnh của Ngài, Ngài có thể giúp được. Thị duyên phù đề, hành thiện chi nhân, đây chẳng nói đến người làm ác mà là người hành thiện. Lâm mạng chung thời, diệt hữu bá thiên ác đạo quỷ thần, hoặc biến tác phụ mẫu, nải chí chư quyến thuộc, dẫn tiếp vong nhân, linh lạc ác đạo, hà huống bổn tạo ác giả. Đây là vào lúc lâm chung, những ác quỷ này là oan gia trái chủ của trong đời mình, hoặc giả trong đời quá khứ. Được thân người là nhờ có thiện nhân mà được. Lúc này vận của anh rất tốt, khí rất vượng, oai thần trái chủ chẳng dám sinh sự với anh. Chúng ở bên cạnh chờ đợi, chờ đến ngày nào đó vận anh mất hết, suy rồi,
thì chúng đến gây rắc rối với anh, hướng về anh đòi mạng đòi nợ. Chúng dùng phương pháp gì để dụ hoặc anh? Chờ lúc anh mạnh chung, khí trong người anh suy đến cùng cực, thì chúng biến làm người nhà quyến thuộc của anh, đều là những người trước kia đã chết. Tình trạng này chúng tôi thường thường thấy được, hoặc giả là những thân thích bạn bè bệnh nặng đang nằm tại bệnh viện. Họ biết nói với anh, họ nhìn thấy người gì đó đang đứng trước cửa. Những người họ nói đó đều là những người đã chết. Có phải họ thấy thật không? Vâng, họ thấy thật. Có phải thật là người đó không? Không hẳn vậy. Chúng ta biết đây là oán thần trái chủ biến hiện ra. Nếu chúng chẳng biến thành diện mạo của oán thần trái chủ thì họ nhất định cự tuyệt, sẽ chẳng đi theo chúng. Chúng biến thành gia thân quyến thuộc của anh, vừa gặp mặt thì liền đi theo chúng, là bị lừa ngay, thì chắc chắn bị chúng đày đọa. Đây là cho chúng ta biết, người thiện mà còn như vậy. Người thiện trong đời này thiện, đời trước chưa hẳn là thiện, đời trước nữa cũng chưa hẳn là thiện. Bước quan trọng này có thể nói là oán thần trái chủ của đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đều đến cả. Trăm ngàn ác đạo quỷ thần. Vì chúng ta trong một đời này chẳng tu thiện tạo ác thì việc này lại càng phiền phức, càng nghiêm trọng. Bạn tốt thân thiết của chúng ta vào lúc lâm chung hoặc lúc đang bị bệnh nặng, chúng ta đi viếng thăm, nhìn thấy hiện tượng này, phải khuyên bảo họ, khuyên họ niệm Phật. Nếu chẳng thấy Phật đến tiếp dẫn thì bất cứ người nào đến không được đi theo chúng. Điều này rất là quan trọng, phải thời khởi khắc khắc đánh thức họ. Lúc mạng chung chỉ cần chân thành sửa lỗi hối cải, một niệm mười niệm nhất định được vãng sanh. Bình thường niệm Phật tâm không khẩn thiết, đến lúc lâm chung hơn hết là lúc tướng địa ngục hiện ra, tướng ác đạo hiện tiền, cái tâm lúc bây giờ so với lúc bình thường khẩn thiết rất nhiều, cho nên cảm ứng cũng đặc biệt nhanh. Thế Tôn, Như Thị Diêm Phù Đề, nam tử nữ nhân lâm mạng chung thời, thần thức không mê, bất biện thiện ác, nãi chí nhãn nhĩ, cánh vô kiến văn. Đây là chỉ cho tình trạng người đang trong lúc bệnh nặng hấp hối, thần thức của họ mê mờ. Dù là người nhà quyến thuộc, họ cũng nhận không ra, họ cũng chẳng nhận thức được. Do đây có thể biết, lúc này là giai đoạn nguy hiểm nhất. Nếu tinh thần khá hơn một tí, họ thấy được những ác quỷ ác thần này, họ còn có thể nói ra được. Nếu tinh thần suy nhược đến cực độ thì họ không còn sức để nói nữa. Cho nên chúng ta thường thấy môi họ hình như đang mấp máy, hình như đang nói nhưng chẳng nói ra tiếng. Họ muốn nói với chúng ta vài việc, chẳng phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mà là họ cho chúng ta biết họ thấy được những ai, những người nhất tâm chuyên cầu tịnh độ, thì vào lúc này cũng muốn cho chúng ta biết Phật đến tiếp dẫn họ. Nhưng họ nói cũng không ra tiếng, đây đều là quyết định vãng sanh. Thị chư quyến thuộc đường tu thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm Phật Bồ Tát danh hiệu, Như Thị thiện duyên, năng linh vong giả, ly chư ác đạo, chư ma quỷ thần, tất giai thôi tán. Thị chư quyến thuộc đường tu thiết đại cúng dường. Đây là bước quyết định sanh tử, là giờ phút quan trọng nhất của một đời. Chúng ta có giúp được họ chăng? Họ có thể có được lợi ích chân thật chăng?
là ở ngay tại một sát na này. Trong kinh văn cho chúng ta biết rất rõ ràng, niệm Phật Bồ Tát danh hiệu, Phật hiệu thì Thế Tôn dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật, quyết định chẳng sai. Một người học Phật đến lúc lâm chung, oán thần trái chủ của anh biết anh học Phật, biết anh ưa thích Bồ Tát, nếu nó biến thành gia thân quyến thuộc của anh thì anh nhất định phớt lờ, chẳng đếm xỉa đến nó, thì nó liền biến ra chư Phật Bồ Tát đến để dụ hoặc anh. Những yêu ma quỷ quái này có năng lực, nó biết biến, nhưng phải nên nhớ thần hộ pháp tại sao chẳng cản nó lại. Vì thần hộ pháp thấy được anh quá khứ thiếu nợ nó, ngày nay nó đến đòi mạng là phải nên. Cho nên họ mở một mắt nhắm một mắt, cứ xem phước phần duyên phần của chính anh. Thần hộ pháp thì có lối quản chế hết sức nghiêm khắc, chúng quyết định không thể biến ra bổn tông. Nếu khi nó biến ra bổn tông thì thần hộ pháp liền đến can thiệp ngay. Cái gì là bổn tông? Tôi một đời chỉ niệm A Di Đà Phật, lúc lâm chung hy vọng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Nó không dám biến thành A Di Đà Phật, nó biến Thích Ca Mâu Ni Phật, biến Dược Sư Phật. Nếu anh đi theo nó thì thần hộ pháp không để ý tới, vì nó chẳng có giả mạo, chẳng có phạm pháp. Nếu nó biến thành bổn tông thì là phạm pháp. Chúng ta một đời niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, thì nó chẳng dám biến Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây thì phải coi lúc sanh tiền anh chỗ tu đó là vị Phật Bồ Tát nào làm chủ. Chữ chủ này tức là bổn tông. Đây thì yêu ma quỷ quái chẳng dám biến hiện. Những việc này là thường thức, đều phải nên biết. Nếu không thì giờ phút quan trọng lúc lâm chung sai mất thì quá đáng tiếc. Nếu lại muốn gặp Phật Pháp, được thân người gặp Phật Pháp chẳng biết đến đời nào kiếp nào. Thân người khó được nhưng dễ mất, rất dễ dàng mất đi. Chúng ta nếu như đêm nay về nhà rất bình tĩnh để suy nghĩ, chúng ta khởi tâm động niệm một đời tạo tác của mình, thì biết được tương lai mình sẽ đi vào đạo nào, vô cùng đáng sợ. Đúng là như trong kinh nói đó, khởi tâm động niệm đều là tội.